chương trình tối hôm nay gồm có tướng budanov ukraine sẽ không bao giờ tin nga belarus sử dụng tiêm kích lần đầu tiên tiêu diệt uav của nga nga yêu cầu các nhà cung cấp internet giảm tốc độ youtube trung quốc tìm cách tiếp cận căn cứ quân sự mới ở campuchia trung quốc tập trận sát biên giới myanmar Tòa án tối cao Brazil đe dọa cấm nền tảng X của ông Elon Musk. Bão Shan, Shan làm ít nhất 3 người Nhật Bản thiệt mạng. Con trai Tổng thống Indonesia bị thẩm vấn vì du lịch bằng phi cơ. Tất cả đều có trong bản tin tối nay. Xin kính chào quý khán thính giả đến với bản tin tối của kênh 60 giây tinh hoa Phạm Dương xin được chúc quý vị một buổi tối an lành. Sau đây là những bản tin trong ngày, kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào ngày hôm nay 29 tháng 8, Ukraine đã chính thức kỷ niệm 10 năm ngày tưởng nhớ những người lính bảo vệ Ukraine đã hy sinh ở Ilovaisk. Nhân sự kiện này, Giám đốc Tổng cục Tình báo của Ukraine, Trung tướng Kirill Budanov đã tuyên bố nhắc lại, Ukraine sẽ không bao giờ tin Tổng thống của Nga. Tướng Budanov đã cho biết các sự kiện ở Ilovaisk từ năm 2014 cho thấy bất kỳ thỏa thuận nào với Tổng thống Putin đều chỉ là một cái bẫy mà thôi. Chính vào ngày này 10 năm trước, một phần lực lượng Ukraine đã bị bao vây ở Yovaysk bởi lực lượng ly khai Donbass và quân đội Nga. Tổng thống Putin đã đề nghị một hành lang nhân đạo cho những người lính Ukraine bị bao vây để tránh những nạn nhân vô nghĩa. Sau khi thỏa thuận với Putin, Ukraine lúc đó đã tin lời của Nga và quyết định hạ vũ khí để rút lui. Tuy nhiên, khi vừa nắm quyền kiểm soát, Nga đã nổ súng thảm sát tất cả những binh sĩ Ukraine bằng đủ loại vũ khí. Đây chính thức là một cuộc tàn sát tập thể khi có tới hơn 366 binh sĩ Ukraine đã bị thiệt mạng. Ngoài ra có tới 429 binh sĩ Ukraine bị thương, 300 người khác bị bắt và hàng trăm người khác đến nay vẫn mất tích. Sự kiện này đã trở thành một thảm kịch đối với lực lượng của Ukraine. Tướng Budanov đã tuyên bố phía Nga đã vi phạm thỏa thuận và những sự kiện đó đã trở thành một bài học cho tương lai, khi Ukraine thề sẽ không bao giờ tin tưởng vào kẻ thù, bởi bất kỳ sự thỏa hiệp nào cũng chỉ là một cái bẫy. Quay trở lại tình hình chiến sự tại Ukraine, hiện truyền thông cho biết, Hoa Kỳ vẫn chưa cho phép Ukraine sử dụng hỏa tiễn loại ATACMS để tấn công sâu vào trong lãnh thổ của Nga. Tuy nhiên mới đây, vũ khí tự chế tầm xa của Ukraine đã xuất hiện, có thể khiến cho lệnh cấm này trở thành không còn nhiều ý nghĩa. Ukraine tuyên bố nếu họ sử dụng cả bầy UAV phản lực loại Panianitsa thì có thể hiệu quả còn lớn hơn nhiều so với chỉ một quả hỏa tiễn ATACMS. Vào đầu tuần này, Tổng thống của Ukraine đã công bố một hỏa tiễn kết hợp với UAV được gọi là Palianitsa. Các chuyên gia đã tin tưởng UAV cảm tử mới này sẽ được Kyiv sử dụng để tấn công vào các căn cứ không quân của Nga do phương Tây luôn từ chối bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để hủy diệt các cơ sở quân sự của Liên bang Nga bản thân Tổng thống Zelensky cũng đã nói rõ, hỏa tiễn UAV mới sẽ tấn công vào các phi trường của Nga trong khi các phi cơ chưa cất cánh. Được biết tầm hoạt động của UAV lên tới 600 km, như vậy nó có thể đánh trúng khoảng 20 căn cứ không quân của Nga. Tuy khoảng cách này nhỏ hơn nhiều so với một số UAV cảm tử tấn công của Ukraine hiện nay, nhưng các chuyên gia đã không loại trừ Palianitsa được phát triển cho các mục đích cụ thể. Tốc độ và kích thước của UAV này cũng được định dạng lại do động cơ của nó là phản lực đó là lý do tại sao nhiều chuyên gia gọi vũ khí mới này là hỏa tiễn uav hiện nhiều uav cảm tử của ukraine vẫn đang tấn công vào các nhà máy lọc dầu và các kho chứa dầu của nga các uav này chỉ bay với tốc độ thấp nên chỉ có thể tấn công vào các kho dầu cố định nếu tấn công vào các phi trường ukraine chỉ có thể đánh bất ngờ vào ban đêm một số chuyên gia quân sự đã cho biết nhiều chiến đấu cơ của nga đã cất cánh di chuyển khi nhận được thông tin về cuộc tấn công bằng UAV cảm tử vào căn cứ không quân có tên là Mironovka, chỉ những phi cơ gặp vấn đề về kỹ thuật mới giữ nguyên vị trí, do đó, Nga đã giảm thiểu được thiệt hại từ các vụ tấn công của Ukraine. Chính vì vậy, nếu Ukraine đưa hỏa tiễn UAV vào sử dụng, rất có thể thiệt hại của Nga sẽ còn tăng lên. Các nhà phân tích quân sự cũng cho rằng, khi Ukraine sử dụng cùng lúc khoảng 30 UAV loại Palansia, các mục tiêu quân sự của Nga sẽ bị tàn sát ở mức độ khủng khiếp hơn là chỉ với một hỏa tiễn ata cms hơn nữa cơ hội đánh chặn một hỏa tiễn sẽ dễ hơn nhiều so với việc chống lại cả một đàn palianisia đang bay thẳng tới mục tiêu hiện công nghệ sản xuất uav của ukraine đang tỏ ra nhỉnh hơn đối thủ nga các kênh truyền thông của nga đã công nhận ưu thế công nghệ của ukraine trong lĩnh vực uav và viết rằng ukraine một lần nữa đã vượt lên dẫn trước nga trong lĩnh vực này Người Nga đã công bố một đoạn phim cho thấy hoạt động của các UAV cảm tử Ukraine trong vài tuần qua. Hiện Ukraine có thể đánh chặn và bắn hạ hơn 100 UAV trinh sát của Nga là tai mắt cho các hoạt động của các hệ thống pháo binh và hỏa tiễn. Đoạn phim về hoạt động của các UAV đánh chặn Ukraine đã được tình nguyện viên và blogger người Ukraine là Sergei Stenenko đã công bố cho thấy 115 UAV trinh sát của Nga đã bị bắn hạ chỉ trong một thời gian gần đây đó là các loại UAV có cánh cấp độ quân sự phổ biến của Nga, Supercam S350, Jala 421-16E và Orlan 10. Chúng được người Nga sử dụng để trinh sát các khu vực tiên tiến, cũng như vào hậu phương của Ukraine và dẫn đường cho pháo binh. Việc đánh chặn chủ yếu được thực hiện bởi UAV loại FPV với đầu đạn phân mảnh có sức nổ cao. Tuy nhiên một số đơn vị của Ukraine đã thực hiện các phương pháp hủy diệt khác, đặc biệt là đâm thẳng, khiến UAV của Nga mất quyền điều khiển. Thưa quý vị, theo dự án Hajun Belarus, một kênh tình báo nguồn mở theo dõi các hoạt động quân sự của quân đội Nga và quân đội Belarus, lần đầu tiên không quân Belarus được xuất kích để bắn hạ một UAV loại Shahid. Hãng tin này cho biết UAV cảm tử của Nga đã xâm phạm vào không phận của Belarus ở khu vực Homan vào khoảng 3 giờ 30 sáng, khiến không quân của Belarus đã phải triển khai một phi cơ chiến đấu. Bài đăng này trên mạng xã hội X đã cho biết, chưa đầy nửa giờ Ít nhất có hai vụ nổ đã được nghe thấy ở quận Yansk và một tia sáng chói lòa xuất hiện trên bầu trời. Đây có lẽ là trường hợp đầu tiên được ghi nhận về một chiến đấu cơ của không quân Belarus đang cố gắng tiêu diệt một mục tiêu quân sự thực sự trên bầu trời của họ. Dự án Hajun đã cho biết thêm. Cho tới nay, quân đội Nga liên tục tấn công Ukraine bằng cả UAV cảm tử và hỏa tiễn. Hơn nữa, gần đây việc UAV loại xa của Nga đã bay vào lãnh thổ của Belarus trong khi không kích ở Ukraine đã không còn là chuyện hiếm. Vụ việc như vậy đầu tiên được xảy ra là vào ngày 12 tháng 7, sau đó liên tục các ngày 13, 16 và 31 tháng 7. Tổng cộng, như trang tin Gayun đã tính toán trước đó, có ít nhất 9 chiếc Shahid đã bay tới Belarus vào hồi tháng 7. Trước đó quân đội của Belarus chỉ xuất kích các chiến đấu cơ của mình trong những trường hợp như vậy, chứ chưa bao giờ khai hỏa như lần này. Thưa quý vị, cơ quan quản lý truyền thông của Nga đã cảnh báo các nhà cung cấp dịch vụ internet ngừng các nỗ lực tăng tốc độ tải YouTube. Một động thái rõ ràng thừa nhận nỗ lực của chính phủ nhằm hạn chế nền tảng phát video trực tuyến phổ biến. Hãng tin độc lập SotaVision đã đưa tin vào cuối ngày thứ tư cho biết, Bộ phận Kiểm soát và Quản lý của Roskomnadzor, trung tâm tần số vô tuyến chính là GRCHTS, đã gửi đi thông điệp cảnh báo sau khi có báo cáo rằng hàng chục nhà cung cấp dịch vụ Internet đang triển khai các giải pháp thay thế để tăng tốc độ tải YouTube bao gồm cả việc định tuyến lại lưu lượng truy cập của người dùng từ máy chủ của Google tại nga sang các máy chủ ở châu âu. Những người trong ngành nói với tờ báo kinh doanh Kommersant rằng họ không tin rằng các giải pháp thay thế này vi phạm bất kỳ quy tắc nào vì chính phủ nga không ban hành lệnh hạn chế chính thức đối với YouTube. Tuy nhiên, một lá thư của Giacchettiets được Sotavision trích dẫn đã yêu cầu các nhà cung cấp loại trừ việc sử dụng các công nghệ làm méo mó phân mảnh và thay thế lưu lượng truy cập internet liên quan tới các trang web bị hạn chế theo luật pháp của Nga, rõ ràng là ám chỉ đến YouTube. Người dùng trực tuyến tại Nga bắt đầu gặp phải tình trạng tốc độ tải YouTube giảm mạnh vào đầu tháng 8. Cùng lúc đó, Roskomnadzor đã kêu gọi CEO của Google là Sundar Pichai khôi phục hơn 200 kênh YouTube thuộc sở hữu của các phương tiện truyền thông ủng hộ cho chính phủ Nga cũng như các nhà chức trách và những người của công chúng Nga. Thưa quý vị, Đài Phát thanh Châu Á Tự Do đưa tin vào hôm thứ Ba đã trích dẫn các nguồn tin am hiểu vấn đề, cho biết Trung Quốc sẽ trao đổi hai chiến hạm với Campuchia để đổi lấy quyền sử dụng một căn cứ hải quân gần Biển Đông đang có tranh chấp. Ngoài các chiến hạm hải quân, Trung Quốc dự kiến sẽ bàn giao một cầu tàu nước sâu và các cơ sở vật chất mà nước này đã phát triển tại căn cứ hải quân Riam, nằm trên bờ biển Vịnh Thái Lan ở Sihanoukville, phía tây nam của Campuchia. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, hai chiến hạm hộ tống loại Thai 056A trọng tải 1.440 tấn của Hải quân Trung Quốc chuyên săn tàu ngầm và được trang bị súng hải quân, hỏa tiễn và ngư lôi đã neo đậu tại cầu tàu đủ dài để chứa cả hàng không mẫu hạm. Các nguồn tin cho biết, các chiến hạm và cơ sở căn cứ này có thể được chuyển giao cho Hải quân của Campuchia vào cuối tháng 9. Bản tin của đài Á Châu tự do cũng cho biết hải quân Campuchia đã được đối tác của Trung Quốc đào tạo về cách vận hành tàu chiến kể từ tháng 12 khi hai chiến hạm cùng loại đến thăm căn cứ. tờ Wall Street Journal đã đưa tin vào năm 2019 rằng Trung Quốc đã ký một thỏa thuận bí mật với Campuchia trao cho Bắc Kinh độc quyền sử dụng một phần căn cứ hải quân trong 30 năm. Thỏa thuận này cũng cho phép quân đội của Trung Quốc đồn trú nhân sự, cất giữ vũ khí và neo đậu chiến hạm tại Tiên Đồn tại Biển Đông. Trong báo cáo công bố vào hồi tháng 10 năm ngoái, Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ cho biết Trung Quốc đang tìm cách xây dựng cơ sở hạ tầng hậu cần và căn cứ tại nước ngoài. Những kế hoạch này để triển khai và duy trì sức mạnh quân sự ở khoảng cách xa hơn và bảo vệ các tuyến đường liên lạc của Trung Quốc. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi các bản tin khác từ biên tập viên Yên Ngọc của chúng tôi. Thưa quý vị, quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận bắn đạn thật và tuần tra vũ trang ở phía tây tỉnh Vân Nam gần biên giới Trung Quốc, Miến Điện, trong bối cảnh cuộc nội chiến tăng leo thang ở quốc gia láng giềng này. Theo tuyên bố đăng trên tài khoản quy trách chính thức của Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, quân đội đang tổ chức một cuộc tập trận chung kéo dài 3 ngày, bắt đầu từ ngày 27 tháng 8. Nội chiến ở Myanmar đã leo thang trong năm nay, bất chấp những nỗ lực của Bắc Kinh nhằm gây ảnh hưởng lên cả chính quyền quân sự Myanmar và các nhóm phiến quân nhằm duy trì sự ổn định cho lợi ích kinh tế của Trung Quốc tại quốc gia Đông Nam Á này. Vào đầu tháng 1, một quả đạn pháo bắn từ Miến Điện đã rơi xuống Nansan, một thị trấn biên giới ở tỉnh Phân Nam, làm bị thương năm công dân Trung Quốc. Cuối tháng đó, chính quyền quân sự Miến Điện và ba nhóm vũ trang dân tộc địa phương ở miền Bắc Miến Điện, Kokoang, An, và Arakan, được gọi là Liên minh Tam Huynh Đệ, đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn với sự hòa giải của Bắc Kinh. Tuy nhiên, giao tranh giữa quân đội Miến Điện và quân đội Arakan lại nổ ra ở bang Rakhine vào tháng 4, chứng tỏ nỗ lực làm trung gian của Bắc Kinh không hiệu quả. Thưa quý vị, Tòa án tối cao Brazil đã đe dọa sẽ cấm mạng xã hội X trừ khi chủ sở hữu Elon Musk chỉ định một đại diện pháp lý tại quốc gia Mỹ Latin này trong vòng 24 giờ. Thẩm phán tòa án tối cao Alexander de Mores cho biết trong lệnh công bố vào hôm thứ Tư rằng việc không chỉ định đại diện pháp lý có thể dẫn đến việc đình chỉ hoạt động của mạng xã hội. Sắc lệnh này là diễn biến mới nhất trong cuộc đấu đá kéo dài nhiều tháng giữa ông Musk và ông de Mores, người đã lãnh đạo cuộc trấn áp thông tin sai lệch tại quốc gia có hơn 200 triệu dân này. Ông Moraes đã ra lệnh đình chỉ hơn 100 tài khoản trên mạng xã hội X trong những năm gần đây, bao gồm một số tài khoản thuộc những người ủng hộ cựu tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, người đã thua cuộc bầu cử năm 2022 trước Luiz Inácio Lula da Silva sau khi đưa ra những tuyên bố rằng máy bỏ phiếu điện tử của Brazil dễ xảy ra gian lận. Vào tháng 4, ông Mores cùng cáo buộc tỷ phú Musk tiến hành chiến dịch thông tin sai lệch và không tôn trọng chủ quyền của Brazil sau khi CEO Tesla quyết định ngừng tuân thủ lệnh của tòa án về việc chặt một số tài khoản X. Ông Musk luôn tự nhận là người theo chủ nghĩa tự do ngôn luận tuyệt đối, đã cáo buộc ông Mores là kẻ kiềm hãm quyền tự do ngôn luận và vi phạm hiến pháp Brazil. Thưa quý vị, ít nhất 3 người đã thiệt mạng ở phía tây nam Nhật Bản vào hôm thứ Năm khi cơn bão San San đổ bộ vào tỉnh Kagoshima, mang theo mưa lớn và gió rất mạnh, cũng như làm tắc nghẽn giao thông hàng không và khiến hơn 1 phần 4 triệu hộ gia đình mất điện. Các hãng sản xuất xe hơi lớn bao gồm Toyota và Nissan đã ngừng hoạt động tại một số nhà máy trong nước do cơn bão gây ra. Cơ quan thời tiết cho biết cơn bão với sức gió lên tới 55 m trên giây đã đổ bộ gần thành phố Satsuma-sendai nằm trên đảo Kyushu ở phía tây nam đất nước vào sáng thứ năm. Chính quyền cảnh báo cơn bão có thể là một trong những cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào khu vực này và chính quyền địa phương đã ban hành lệnh sơ tán cho hàng triệu cư dân. Chánh văn phòng nội các Yoshimasa Hayashi cho biết có ba người thiệt mạng, một người mất tích, hai người bị thương nặng và năm người bị thương nhẹ do cơn bão. Các cảnh quay từ đài truyền hình NHK cho thấy. Các bức tường bị xé toạc và cửa sổ kính của các tòa nhà bị vỡ. Ở thành phố Miyazaki ở phía nam Kyushu, cùng nhiều đồ vật nằm rải rác trên đường phố hoặc treo lủng lẳng trên các cục điện. Các hãng hàng không, bao gồm ANA Holdings và Japan Airlines, đã thông báo hủy hơn 600 chuyến bay nội địa. Dịch vụ tàu hỏa cũng đã bị đình chỉ ở nhiều khu vực của Kyushu. Thưa quý vị, Cơ quan chống tham nhũng của Indonesia có kế hoạch yêu cầu thẩm vấn con trai Úc của Tổng thống Joko Widodo để làm rõ vụ việc đi nước ngoài bằng phi cơ tư nhân sang trọng. Con trai của một quan chức đã đi du lịch bằng phi cơ phản lực riêng. Mọi người muốn biết các thiết bị được sử dụng có liên quan gì đến cha mẹ của cậu ta hay không? Phó Chủ tịch Ủy ban Bài trừ Tham nhũng Indonesia Alexander Mawata cho biết. Ông Mawata không nêu đích danh Keishan Bangarep con trai Úc mới 29 tuổi của Tổng thống Joko Widodo. Trước đó, vợ của Kesang Bangarep, tức là con dâu của Tổng thống Widodo, đã tiết lộ việc đi du lịch bằng phi cơ riêng khi đăng một số bức ảnh lên mạng xã hội. Vụ việc đã dấy lên sự phẫn nộ trong lòng công chúng. Kể từ khi nhậm chức từ năm 2014, ông Widodo được ca ngợi vì xuất thân khiêm tốn và không có mối quan hệ với giới tình hòa của Indonesia. Song những năm gần đây, tổng thống Widodo đã phải đối mặt với sự chú ý gắt gao hơn vì các cáo buộc ông xây dựng triều đại chính trị của riêng mình. Hiện ông Widodo đã phủ nhận mọi cáo buộc này. Con trai cả của tổng thống Widodo là ông Gibran Rakabuming Raka, 36 tuổi, người sẽ trở thành phó tổng thống trẻ tuổi nhất trong lịch sử Indonesia. Ông Gibran được bầu làm phó tổng thống vào tháng 2 và sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 10 tới cùng với tổng thống đắc cử Prabowo Subianto. Cảm ơn biên tập viên Yên Ngọc. Kính thưa quý vị, bản tin tối của kênh 60 giây tinh hoa đã kết thúc. Một lần nữa Phạm Dương xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin kế tiếp.